Chính quyền cấp cao châu Phi nói điều gây sốc về Tim Quang Linh. Xin chào các khán thính giả thân yêu của Dòng Máu Lạc Hồng. Thưa các bạn, Tim Quang Linh, Tim Châu Phi có lẽ là những cái tên khá quen thuộc đối với nhiều bạn thường xuyên joy trên các nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok hay Instagram. Từ những video đầu tiên cho đến nay, cư dân mạng cũng đã nhìn thấy quá nhiều những điều mà họ đã làm được cho người dân ở đất nước châu Phi nghèo khổ và thiếu thốn. Từ việc xây trường, làm đường, họ dạy dân trồng rau, nuôi gà, làm bóng đèn thắp sáng, đến việc chăm lo từng bữa ăn, quà trong ngày lễ Tết, đã được Tim Châu Phi làm rất nhiệt tình, hết mình và nhận lại được những tình cảm đặc biệt của người dân nơi đây. Mới đây, trong một buổi khánh thành trường học được xây dựng từ chính tiền mà Tim kêu gọi được, lãnh đạo chính quyền địa phương nơi nhận được sự hậu đãi này đã nói một điều về Tim khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, xúc động. Vậy sự ghi nhận của lãnh đạo Châu Phi về những đóng góp của Tim Quang Linh như thế nào? Chúng ta hãy tìm hiểu ngay trong video này nhé! Thưa các bạn, mới đây trên kênh YouTube Công Giáp Vlog đã có đăng tải một video với tiêu đề Vinh dự khi được tiếp đón đoàn lãnh đạo tỉnh và huyện về tham dự khánh thành trường học. Sẽ không có gì đặc biệt nếu như đây không phải là một clip được làm từ đất nước châu Phi xa xôi và ngôi trường đáng yêu này không phải do chính những người Việt Nam đang sống và làm việc tại đất nước này xây dựng lên cho trẻ em châu Phi. Chỉ trong vòng một tuần, video này đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận đến từ bạn bè khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn chưa biết thì Công Giáp Vlog cũng chính là vlogger thuộc Tim Châu Phi hay còn gọi là Tim Quang Linh, bao gồm những thanh niên Việt Nam đang sinh sống, lập nghiệp và có những việc làm vô cùng to lớn cho người dân ở đất nước Châu Phi xa xôi. Họ đã làm rất nhiều việc có ý nghĩa, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Tim được đón đoàn lãnh đạo của địa phương tới dự và ghi nhận những thành quả đã làm được của mình. Ngôi trường mái tôn được sơn màu cam rực rỡ như điểm nhấn nổi bật ở vùng đất khô cằn của bản làng Chilambo. Gọi là ngôi trường cho sang, nhưng thực tế đó chỉ là một dãy phòng học cấp 4 được xây dựng kiên cố, có cửa tôn, bàn ghế chắc chắn và những trang thiết bị cần thiết. Ngoài ra, trong khuôn viên trường còn được khoan một chiếc giếng nước sạch dùng tay để bơm giúp cho học sinh, giáo viên và những người dân lân cận có thể thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày. Thưa các bạn, nếu so với nhiều nơi thì ngôi trường có thể rất bình thường, nhưng đối với người dân và nhất là học sinh Chilambo thì đó là một điều tuyệt vời mà họ nhận được. Đoạn video ghi lại những hình ảnh đẹp, ấm áp từ lễ khánh thành trường học tại bản Chilambo. Hàng trăm học sinh bản Chilambo đã đến trường từ rất sớm. Các em đều mặc đồng phục trắng sạch sẽ, cầm cờ đỏ sao vàng trên tay và nở những nụ cười rạng rỡ trong ngày vui. Đặc biệt, hình ảnh những giáo viên trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam đã khiến cho không ít người xem video phải bồi hồi xúc động. Hình ảnh đất nước Việt Nam đã được Tim Quang Linh và những người bạn mang đến đất nước xa xôi này với một niềm yêu thương mãnh liệt. Có thể đây là lần đầu tiên một sự kiện của Tim Quang Linh được chào đón các đại biểu đến từ huyện Hâu Quỳ, trong đó có chủ tịch huyện, đại diện ngành giáo dục tỉnh Lubabo và đại diện bên lực lượng an ninh của huyện cũng tham gia sự kiện. Cắt băng khánh thành hai phòng học khang trang, chủ tịch huyện Hồng Quy không khỏi xúc động bắt tay vlogger Công Giáp mà nói: "Hai phòng học mới khánh thành này thật đẹp, các công trình của các cháu giúp đỡ tại các bản làng rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đến từ Việt Nam." Hiện nay đã có 4 bản làng đã và đang có trường học được sự giúp đỡ của các bạn. Tôi thật sự rất vinh dự khi gặp được những tấm lòng nhân ái của các bạn. Chúng tôi đại diện cho ban lãnh đạo huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người dân Việt Nam rất nhiều. Giới thiệu với các lãnh đạo huyện, Công Giáp cũng không quên nhắc đến những đóng góp của các nhà hảo tâm Việt Nam và mong muốn những chia sẻ của người dân Việt Nam qua công trình này sẽ giúp đỡ người dân châu Phi nói chung và học sinh bản Chilambo nói riêng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghe những lời Công Giáp nói, vị chủ tịch huyện bồi hồi: "Chính quyền và Đảng Cộng hòa Angola cũng chưa thể làm được những điều mà các bạn đã làm để giúp đỡ cho những người dân bản làng nơi đây. Thật tuyệt vời khi các bạn có tấm lòng nhân ái như vậy. Dù khác màu da, nhưng chung một dòng máu, các bạn luôn ở trong tim người dân Angola." Đến thăm những chiếc giếng khoan được bơm bằng tay mà Tim Việt Nam xây dựng cạnh trường học, lãnh đạo huyện đã vô cùng ngạc nhiên và vui thích. Uống chính những dòng nước sạch quý giá được khai thác từ chính mảnh đất khô cằn và luôn khát nước này, lãnh đạo huyện đã yêu cầu chụp lại thật nhiều ảnh để ông ấy về báo cáo lên cấp trên. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành trường trước mặt hàng trăm học sinh, giáo viên và người dân nơi đây, vị chủ tịch huyện cho biết: "Đất nước chúng ta còn nghèo, kinh tế chưa phát triển, cho nên việc có một phòng học khang trang được xây dựng lên tại bản làng nơi đây là điều không thể. Nhưng hôm nay, lịch sử đã thay đổi
khi chúng ta may mắn gặp được những người bạn trẻ đến từ Việt Nam. Các bạn không chỉ xây dựng phòng học khang trang, đầy đủ, còn xây giếng nước phục vụ người dân. Chính các bạn đã giúp cuộc sống của người dân tại các bản làng nghèo khổ đổi thay, đặc biệt là vấn đề giáo dục và phát triển nông nghiệp. Ngàn lời chúng tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi mong các em học sinh cùng người dân ở đây nêu cao ý thức, gìn giữ ngôi trường để nó được sử dụng lâu dài để cho các thế hệ học sinh sau này nữa. Vị chủ tịch huyện chia sẻ thật lòng về những khó khăn mà người dân Angola ở nhiều nơi còn đang phải chịu. Ông cho biết, từ trước đến nay, tại rất nhiều bản làng ở Angola, học sinh và giáo viên vẫn còn phải học tập trong những phòng học lụp xụp, bẩn thỉu, thậm chí ở nhiều nơi còn phải ngồi dưới gốc cây để học. Chính vì vậy, sự giúp đỡ của những người Việt Nam hôm nay rất đáng quý. Có phòng học đẹp, các em sẽ đến trường chăm chỉ hơn, học hành tốt hơn. Hiện nay, rất nhiều nơi không có điều kiện học tập. Học sinh Angola phải theo cha mẹ ra đồng, làm cỏ, trồng ngô và lỡ mất cơ hội trang bị kiến thức đúng độ tuổi. Ngôi trường này là cơ hội tốt để học sinh nơi đây có thể phát triển, thay đổi tương lai và trở thành những người có ích cho huyện nhà. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Những lời vị lãnh đạo huyện Husky chính là những lời tâm huyết, gan ruột đại diện cho tình cảm và sự biết ơn của những người dân Angola những năm qua đã nhận được sự giúp đỡ của những thanh niên Việt Nam đang làm việc và sinh sống trên mảnh đất này. Nếu như ai nói với bạn rằng mạng xã hội chỉ là thế giới ảo, thì video này có thể khẳng định với các bạn rằng nhiều người đã biến thế giới ảo đó thành những việc làm thiết thực, ý nghĩa cho cuộc sống. Từ những video tưởng chừng như ảo trên các nền tảng mạng xã hội, Tim Quang Linh đã vận động được rất nhiều nguồn tài trợ để xây trường, làm đường, làm trang trại, mua quà, mua gạo, làm bếp ăn, giếng nước sạch, làm các công trình điện thắp sáng những bản làng nghèo khó nhất ở Angola. Và thế giới ảo đã có ý nghĩa như vậy đó các bạn ạ. Với những việc làm của mình thì Tim Quang Linh hay Tim Châu Phi đã được vinh danh trong chương trình Ngày Trở Về Trái Tim Có Nắng của Đài Truyền Hình Việt Nam dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021. Và Quang Linh đã lọt top nhân vật truyền cảm hứng năm 2020 của chương trình Quy Trò Awards, giải thưởng vinh danh những nhân vật, sự kiện được giới trẻ yêu thích trong năm. Thưa các bạn, điểm nhấn trong hoạt động của Team Châu Phi có thể kể đến các hoạt động giúp đỡ người dân Châu Phi làm nông nghiệp. Hiện nay, nông nghiệp vùng Balundo rất kém phát triển, người dân chủ yếu trồng ngô, gần như không biết trồng rau xanh, đất đai bị bỏ trống rất nhiều. Sinh ra ở đất lúa, thành thạo nghề nông, nên Đông đã bàn với các bạn đem kỹ thuật canh tác của người Việt để thay đổi cuộc sống nơi này. Từ thử nghiệm trồng các loại rau Việt Nam, thấy hiệu quả tốt, nhóm hướng dẫn người dân cách trồng rau giống ngắn ngày như dưa leo, cá chua, cải giống Việt Nam, hướng dẫn họ cách thu hoạch, thậm chí cả cách chế biến rau thành các món ăn như rau bí, rau khoai lang, bắp chuối. Về chăn nuôi, người dân nơi đây chủ yếu nuôi lợn và dê thả rông nên năng suất thấp. Nhóm đang hướng dẫn họ chăn nuôi đúng khoa học để có năng suất cao, đặc biệt là giống vịt có xuất xứ từ miền Nam Việt Nam. Sau khi giúp người dân làm nông nghiệp, nhóm bắt đầu thực hiện một dự án hướng đến tương lai. Cụ thể hiện tại và trong những năm tới, Team Châu Phi dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 5.000 học sinh miền núi ở đây có đủ điều kiện đi học. Nhóm cũng quyết định chỉnh sửa lại những ngôi trường cũ, mượn nhà văn hóa thôn bản làm lớp học và tự bỏ tiền lương để thuê giáo viên dạy học. Sắp tới, nhóm sẽ chia nhau đến từng vùng lân cận, hỗ trợ thêm học sinh đến trường. Với các em mồ côi, neo đơn, nhóm đã bỏ kinh phí lập một trại trẻ mồ côi, mái ấm tình thương này hiện đang nuôi dạy 10 em từ 6 đến 13 tuổi. Ngoài ra, nhóm cũng vận động người dân tập trung làm đường. Hiện hàng chục km đường đã được hoàn thiện để ô tô, xe ba bánh chở nguyên vật liệu, thực phẩm về tận trung tâm các bản làng. Chưa hết đâu ạ, Team Châu Phi còn giúp những người dân thắp sáng những căn nhà bằng những vật dụng rẻ tiền nhất. Đến nay, hàng nghìn căn nhà ở huyện Balundo, nơi chưa có điện lưới đã được thắp sáng bằng những thứ vật liệu tưởng như bỏ đi, như là chai đựng nước bằng nhựa. Người dân gọi đó là bóng điện mặt trời Việt Nam. Những đóng góp của những thanh niên Việt Nam dù chưa quá lớn, nhưng đã giúp những người dân nghèo ở Châu Phi lần đầu tiên tiếp cận với khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, giúp trẻ em nghèo được đến trường và mang ánh sáng đến các bản làng chưa có điện. Đó là điều ý nghĩa mà không phải ai cũng làm được. Những hành động này đã làm đẹp thêm hình ảnh con người Việt Nam với bạn bè thế giới và thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa Việt Nam và nước bạn Angola ở châu Phi xa xôi. Thật tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa. Còn các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho dòng máu lạc hồng biết cảm nhận ở phía dưới comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.